tới Cơ Quê TV. Chào mọi người nha. Xin chào bạn nha. Hôm nay là ngày 18 rồi. Đấy, sắp đến Tết rồi, không biết là các bạn đã chuẩn bị được những gì cho Tết này rồi nhỉ? Rất là nhanh. Anh em mình thì chưa được chuẩn bị được cái gì các bạn ạ. Đúng rồi, anh em mình chỉ chuẩn bị đây hôm nay còn chưa biết làm món gì đây anh em mình cứ đun nước trước vậy không rồi. Vẫn còn đang biết ngày mai ăn gì thì làm sao mà chuẩn bị Tết được các bạn không? Thì hiện tại thì đang nhóm bếp để đun nước. Lúc là vào dịp Tết thì các bạn thường thường là sẽ có những cái món gì nhỉ? Anh em thường chuẩn bị những món gì cho Tết? Thịt đông à? Thịt nấu đông này. Thịt nấu đông, một gà trong tủ có gà chắc chắn rồi. Gà bò, hoặc trâu. Đấy. Như anh em mình bánh là có thêm lạp thiếu được. Đúng. Thịt hun khói này, giá trâu này, măng chua này có sẵn để anh em mình kiểu là có khách phát là lên mâm nói chung là hành muối hành các kiểu muối dưa nữa. Ok. Thì là hôm nay có một anh ấy đặt măng chua, anh ấy bảo là về anh ăn 3 bữa hết rồi, cái lọ còn lọ to hơn không em? Bảo, ôi lọ to hơn đó em có. Anh muốn lọ bao nhiêu anh em mình đều có bấy nhiêu đấy các bạn ạ. Cùng lắm anh em đóng ở trong cái can 20 lít được các bạn. Ok, bây giờ anh em mình sẽ cùng nghĩ xem là ngoài những cái món mình vừa kể trong dịp Tết này thì anh em mình sẽ lên làm món gì và để đưa vào trong cái mâm cỗ Tết nữa các bạn nhá. Sản phẩm của anh em. Sản phẩm à? Anh em. Để sau một hồi anh em gọi là hội ý thì anh em mình hôm nay muốn chia sẻ đến các bạn một trong những món mà mang vào mâm cơm Tết, mâm cỗ Tết thì cũng rất là hợp lý và rất là ngon nhá. Đây là chân bò. Chân bò. Hôm nay anh em mình sẽ làm món vó bò các bạn nhé. Vó bò. Đây còn cái mặt này anh em mình sẽ hầm măng chua. Nấu măng chua. Đây cho cháu bé. Cháu bé. Nếu như mà bác nào là tín đồ của nhậu bia thì các bác chắc chắn là các bạn không thể đã từng thưởng thức những cái vó bò rất là kiểu dai giòn ngon. Vó bò em thật ra là cái đến cái món vó bò em lại nhớ đến món nộm sứa. Bởi vì nhà em thỉnh thoảng hay được tặng cái khẩu sứa xong mình làm nộm ấy. Ok. Còn hôm nay thì các bạn hãy cùng với cả anh em Cơm Quê thực hiện món vó bò. Anh em xem kỹ video để tự làm tại nhà nhá các bạn nhá. Cái món này mà thành công anh em có khả năng còn. Thực ra thì chắc chắn là thành công thôi vì căn bản là anh em mình làm được. Thế nên là cái mặt hàng này mình mà làm được nhiều ấy thì mình sẽ biến nó thành một cái mặt hàng gửi đến các bạn luôn được không? Được đấy nhở? Được. Ok. Mà phải sang năm mới tính tiêu các bạn nhé. Đúng rồi. Sắp Tết đến nơi anh em. Sắp nghỉ Tết rồi. Xem ngày mai ăn gì đã các bạn. Tết lo phết. Cạo sạch lông nha các bạn nhé. Nước thì cứ đun trước đi, tí nữa anh em mình cuốn xong vó bò này là anh em mình cho vào đun. Mà có mấy cái lông này mang khó ra. Khó được không anh? Xẻo đi à? Xẻo đi. Đúng rồi. Cũng lâu rồi đấy, mình chưa ăn vó bò. Từ năm ngoái đến năm nay thì nhớ năm ngoái mình cũng làm một món vó bò. Đấy. Xong là bước đầu tiên thì là làm sạch rồi, chắc chắn rồi. Tất cả các nguyên liệu đều phải làm sơ chế sạch sẽ. Rồi mới chế biến được các bạn ạ. Chế biến ra sao thì cứ đợi một tí nữa. Cái món này rất đơn giản làm tại căn nhà. Căn bản là cái món này nó để được lâu ở trong tủ lạnh sẵn ăn mà nó ngon lắm các bạn. Sướng. Bây giờ mình sẽ pha cái nguyên liệu phụ đây để mình ướp nhé. Hạt dổi đặc trưng của miền núi, hạt dổi ngũ vị hương. Anh em cho một gói đó. Mình chỉ tí nữa chủ yếu mình cho bên trong mình cuốn các bạn ạ, chứ còn nếu mà cho bên ngoài thì anh em luộc nó cũng ra hết. Mì chính. Mắm nhá. Mình không cho muối, cho mắm nhiều. Hạt nêm. Dầu hào.
Ok, đào đều lên, mình sẽ cho phần trong của cái bò, cái chân của bò. Mình sẽ cho vào cái phần bên trong này để tí nữa mình cuốn là nó sẽ, mình mang đi luộc là nó sẽ nở ra nhé. Cái liệu phụ này nó sẽ thơm hơn. Rất là thơm mùi hạt dổi. Đều ra đều bên trong, bên ngoài thì tí nữa luộc đằng nào nó cũng ra hết nước rồi. Mà ra nước cũng được nhỉ anh nhỉ? Cho nó thơm. Nó vẫn thơm. Ok các bạn nhé, bây giờ mình sẽ lấy dây mình cuốn. Cuốn hết, các bạn cứ cuốn thế nào thì nó chặt được là được, ok nhé. Ok. Đây, Tuyên đang chuẩn bị dây. Em đang gỡ mối bằng bông. Chút xịt thế. Sao đây? Cảm động. Cảm động gì đấy? Cảm động vì thời tiết các bạn ạ. Thời tiết thất thường quá, đâm ra sụt thịt. Sau khi mà tẩm ướp nhá. Anh em cứ quấn thế nào nó chặt, nó đẹp là được mọi người nhá. Nói chung là cứ quấn nó thật chặt. Còn đến lúc mình luộc xong mình mang ra thái nó sẽ đẹp hơn. Kết dính anh nhỉ? Cái này thì tí nữa mình luộc nó cũng sẽ nở thôi mọi người ạ. Nó nở nhưng mà nó nở phần nào thôi, anh em phải bó thật chặt. Ok. Các bạn lấy dây cuốn chặt vào. Dây này là dây dù các bạn. Dây dù hoặc là anh em mình lấy được cái dây giáo mà sẽ lấy cái loại dây trắng nhá. Dây giáo. Dây ấy. Anh lại dây dứa. Anh gọi là dây giáo mà. Thực ra dây dù em nghĩ là tốt hơn đấy. Vì cái dây này nó là bằng chỉ dù mà. Nó không phải là nhựa. Cái dây kia thì nó là nhựa. Nên các bạn sử dụng cái này đi các bạn nhé. Cho đảm bảo an toàn. Anh em nhìn thì bảo là ui, luộc cái chất nhựa ra nó vào thức ăn. Nối. Cho vào luộc nha các bạn nhé. Rồi, anh em mình đã bó được rất là kỹ rồi, rất là chặt. Rồi, bây giờ anh em cho. Nóng như mùa hè vậy. Cho vào lửa luộc trực tiếp luôn này các bạn. Cái này anh em luộc cũng phải để ý nhá. Nếu mà khi nào mà nó sôi ấy thì anh em chỉ ủ thôi, không cần phải là đun sôi sùng sục. Nó gọi là vừa tầm thôi, không nó sẽ bị nhão. Nhão. Cái này cứ đun khi nào mà anh em dùng cái que xuyên thịt ấy, xuyên được xuyên qua được thì anh em vớt. Ok. Giờ đun canh lửa các bạn nhé. Em cứ chờ đợi xem nó thành công đến mức độ nào. Xuyên qua được này là anh em mình vớt luôn nha các bạn. Như thế này là được rồi anh. Đấy, được không? À, đây. Xuyên xỉ đây ạ. Okay. Không biết là liệu nó đã kết dính gì với nhau chưa nhỉ? Có đấy. Nhưng mà cái này anh em cứ phải để nguội anh Thái nhá. Ôi, xuyên cả hai cái à? Một phát. Cho vào kiểu ngăn mát hoặc nước mát đấy. Cái này anh em để ngăn mát để được cả tuần luôn. Nửa tháng. Để lâu thôi nhỉ. Em thấy thoải mái. Làm để lâu lắm. Ui, nhìn cái này mộng chưa? Nguyên một cái chân luôn như chưa cũ vậy. Bây giờ anh em mình mang về xong là cho vào trong chỗ tủ lạnh hay để nguội anh? Rửa qua ấy. Em có sợ nó bị ấy không? Không sợ đâu. Sợ nó bị bung ra không? Không bung. Ui, chặt ép luôn. Cứng đơ luôn. Ok, bây giờ phải đợi nha các bạn nhá. Đợi thì mới biết được là món này làm nó có hoàn hảo hay không. Rồi, anh kết quả cho nó ngăn đá. Quả này á? Luôn. Cho vào trong ngăn tí phải thái ra nó phải không bị bở ra nó mới thành công các bạn nhé. Thơm không? Ok các bạn nhé. Ôi thơm lắm. Đây. Bây giờ mình sẽ lọc những cái phần mỡ đi nha các bạn nhé. Để xong mình thái những kiểu biết ở chỗ các bạn có kiểu bán sáo bò, sáo biết gì không? Sáo bò, sáo trâu ấy. Lọc ra người ta thái nhỏ nhỏ ra để bán nó rẻ hơn, rẻ hơn thịt các bạn. Dày đấy. Sáo bò là nhớ cái đoạn thịt nó vụn. Ngoài thịt vụn nó cũng không ngon lắm. Gọi là không ngon lắm cho con bò. Cái đoạn thịt ngon người ta phân ra các phần rồi. Sáo thì nó sẽ trộn lẫn hết tất cả. Đấy, thịt vụn nó thì nên giá nó cũng rẻ hơn. Còn tuổi đấy nhỉ.
mặt bây giờ nó không, cái mặt này nó cũng dày, mặt bò nó dày. Món măng chua của mình nhá các bạn nhá. Hành tỏi chi thơm. Thơm lên là cho cái phần thịt bò lên vào là đặc. Có măng chua các bạn. Em nào tới ở măng chua cứ làm này nhá. Măng chua nấu cũng vị hợp. Hôm nay là sắp Tết. Thế nên là mấy anh em học sinh bên Lào cũng chuẩn bị về nước rồi các bạn ạ. Chào mừng nhá. Đến thứ hai này bây giờ. Có ông này ông ấy sẽ ở lại Việt Nam ăn Tết các bạn ạ. Mi thì cũng sẽ về. Về làm gì? Nhà đang San cũng về. Về làm gì ngôi nhà đấy nữa? Đúng không? Nhà đang yên ổn thì lại về. Mắm nha anh em nhé. Thì hôm nay rủ mấy anh em vào đây gặp nhau tí. Qua Tết thì mới gặp nhau. Cho thịt bò. Cho thịt vào trong nhé. Cho thịt vào đảo luôn. Ga lửa này nó hơi bé các bạn. Chặt mư hào nha anh em nhé. À, anh lấy mặn sẵn măng chua đây. Chuẩn bị măng chua nhá, nhưng mà từ từ đã. Bây giờ có phần chín nó chín gói. Cho gia vị luôn đi. Mở hết nào. Mở hết ra. Chín chín nha anh em nhé. Lên. Lên cho nó. Thôi. Anh em mình có hạt dổi, dùng hạt dổi nhá các bạn ơi. Thì nếu mà anh em không có hạt dổi thì có thể dùng ngũ vị hương hoặc là quế hồi thảo quả. Hạt dổi này anh cho rồi cho vào nó chịu. Rồi măng chua nha các bạn nhá. Cho măng chua vào đảo cùng. Ra xuống, lấy cái ra xuống. Cái này anh em cứ xào thoải mái, nếu mà ai mà sở hữu măng chua này cứ xào cho nó chín cái phần măng chua đi hẳn cho nước để nó ngấm được cái gia vị vào cái phần măng chua này sẽ ngon hơn. Măng chua này các bác mua cho các bác bảo ngon lắm em ạ. Lại cho anh thêm hũ nữa. Đấy, lấy luôn phát hai hũ luôn. Nhưng mà được rồi, bây giờ sau thời gian để cho nó mát cũng khá là lâu ấy các bạn ạ. Trời tối om rồi. Mấy tiếng rồi. Thái dần nha các bạn. Thái đâu mà chưa lạnh hẳn đấy chứ. Được. Để xem là nó như thế nào rồi. Như nào. Anh nhận. Anh nhận. Ui. Nó phải hồng hồng như này các bạn nhé. Chưa, phải cắt lát ra cơ. Thơm. Nhưng mà nhìn thế này là ok các bạn, nó phải đặc như này nhá. Thơm lắm ấy. Cắt cắt đi rồi này. Đây. Được đấy. Thơm lắm luôn. Đây, vỏ bò các bạn ơi. Vỏ bò ăn Tết nhá, các bạn cứ làm cho anh em tôi bây giờ thái ra thôi. Xong là tí nữa pha nước chấm nữa. Chấm tương. Được. Cứ không bị hở lỗ ra là có khả năng thành công là cao rồi các bạn. Đúng rồi. Còn nếu kể cả có hở ít cũng không sao, em cứ bó chặt vào được. Bó chặt vào xong rồi nó nở ra ấy. Đó. Dính chắc vào kìa. Luôn. Không phải ra cùn đâu mà. Hoàn hảo luôn. Vỏ bò. Ngon chưa? Màu đen đấy nhá. Không, cái này phải thái mỏng mỏng ăn nó mới ấy. Ăn nó mới chuẩn, thái này mỏng. Mình rồi. Có phải ăn ghém cái gì không? Ủa? Mình chỉ chấm có này. Rau cỏ, rau thơm. Có cỏ gì ăn không? Đấy cỏ. Có lá sung cuốn chấm tương các bạn ạ. Cho em mượn một miếng em giờ cho các bạn xem. Thật sự hoàn hảo luôn các bạn ạ. Ngon chưa? Có thấy toàn hạt dổi không? Đây này, hạt dổi này các bạn. Đây gia vị này. Đấy. Các bạn nếu mà thôi được rồi để cái này để làm sau nhỉ. Được. Anh em mình cũng sẽ làm cả vỏ bò nữa. Anh em nào mà thích nhậu thế thì đây, ăn vỏ bò thì cứ liên hệ anh em mình. Quá là tuyệt vời luôn. Được. Nhưng mà món này có khả năng mặn mặn đấy. Tốn bia đấy. Này miếng mấy miếng thế này này. Nhưng mà chỗ kia ăn nó vẫn vậy thôi. Cũng như nhau thôi. Như nhau thôi. Nhưng mà nó hơi vụn một tí là cái đầu đặc đầu bắt đầu mình cuốn. Ừ. Chung là vẫn ngon. Đây, đến đoạn này này. Đoạn này. Đây. Đoạn này mới nhìn mới thích này các bạn ơi. Đấy. Sạch. Đây gọi là miếng vỏ bò hoàn hảo, hoàn chỉnh. Gần gần này ăn mới sướng này. Nè, lúc này anh em mình thấy là anh em bị cuốn cả cục này về. Cả cái các bạn về các bạn thì khái ăn. Đúng rồi. Không bị nát. Mình vừa để nguyên vào cái nhậu bia quá là ok luôn các bạn.
anh em là xem kỹ video cứ làm theo như thế này nhá. Không được như này. Này mới giòn đấy. Nếu mà không cảm thấy không muốn làm thì cứ liên hệ anh em ấy. Đặt anh em làm xong lại gửi cho, có gì đâu, đơn giản. Ủa. Ok, chuẩn bị được nhậu món quá tuyệt vời rồi. Thế nên là vó bò thì không thể đi xa bia được. Anh em mình bây giờ chuẩn bị bia thôi. Cốc bia các kiểu nha anh em nha. Chuyển bia thôi. Thái hết chỗ này cũng mỏi tay đi anh ạ. Chấm nha các bạn nhé, ớt này, tương bần này, cho nhiều nhiều tí, cái này chấm hơi tốn các bạn ạ, đấy, bạn. Thêm đường nữa là ok các bạn này, tương mà mặn là phải cho nhiều nhiều đường đấy, cái loại tương này nó mặn sẵn, các bạn ơi nhìn này, đấy. Anh em mình hôm nay đã hết hai cái đĩa này, được, đông người bạn ạ, thoải mái, nào lên bấm đi anh em ơi, rồi bấm đi nó này. Rồi xin mời các bạn vào mâm với anh em Công Quê. Cái món này phải uống bia các bạn ạ. Hôm nay thì chia sẻ với các bạn một món có thể làm trong dịp Tết của nhà mình. Không gần Tết rồi làm cũng nhanh mà. Dùng đi em. Uống đi, uống bia đi, làm tí bia đi đã. Mời mọi người nhá. Hôm nay mình trái gió trở trời nên mình sẽ uống bia. Thế các bạn ơi, nhìn này trông ngon không? Nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như kiểu một cái bánh xe công lý vậy. Xin mời bạn nhá. Đấy. Đúng rồi. Hợp lý chưa? Chấm miếng tương. Giòn đét. Giòn. Mời bạn nha. Giòn vừa tầm nó không dai, nó rất ngon. Thơm lắm. Có phải là cứ phải dùng tay các bạn ạ, làm quân. Thế. Em vừa dùng đũa phải chuẩn tay luôn này. Mời mọi người nha. Chú giòn. Cái này ăn Tết ở trong nhà chắc cũng được hợp lý đấy chú Thọ nhờ. Kiếm đi anh nhỉ. Tết đã làm. Mời các bạn đánh nha, thật chuẩn. Cái này là mình anh em mình làm mình thái nó hơi dày thì được. Anh em dùng đi, dùng thử thế nào. Bạn chọn miếng đấy à, miếng đấy là nó hơi bị vụn vụn. Chấm tương ăn được không? Ok không? Ngon. Giòn đúng không? Không bị mềm mà nó giòn. Giòn ngon. Đúng rồi. Mời em săn. Wow. Không thể được là cái măng chua của anh em này. ăn xong uống thêm cốc bia vào nó mát. Nga thử từ món này nè. Nga mềm thơm. Đúng. Ui, miếng nạc nạc này này. Chuyệt món này. Ấy, cả măng chua nữa các bạn nhá. Hơi nóng. Nóng mới ngon giờ này ấy. Đang lạnh lạnh. Mình đun càng lâu nó càng ngon càng ngọt ấy. Đúng rồi. Măng chua ôm đi trâu. Mỏng nhá. Ôm thịt trâu. Mình là đun lâu măng chua đấy nhá. Đừng có đun cái mì này lâu quá các bạn. Nó là đun cái mì, cái mì này nhá. Lâu nó sẽ bị keo. Không măng. Măng chua giòn. Càng đun càng giòn. Ăn cái vừa tầm như này nó sẽ giòn. Ui. Măng chua này nó ngon. Vỏ bò ngon. Ừ. Ai đó này chú Thọ quấn với lá mơ ăn thì thấy phê quá à? Rất ngon. Vó bò quấn lá. Đâu chú chấm phát nào, chú chấm ăn lại miếng cho xem nào. Vó bò ăn thơm lắm. Chú ra quán chỉ ăn bò nộm để quấn cái này không? Đấy. Không, quấn nó sụp vào không? Quấn này cực thơm luôn. Đấy, chơi cho kỵ này. Đúng rồi. Hết quả luôn nhá. Cả một quả nữa đi. Hết cả. Đúng rồi, hết cả quả ớt luôn. Quả ớt luôn. Đây là những cái món mà lề bán đầu luôn đi. Lưỡi chiên. Mà lưỡi chiên, đúng không? Món. Đấy là những cái món mà lề. Rồi. Nào, chào anh em nào. Nào.
quên mất à? quên thật rồi. Nhưng mà, chào. Đấy, nhưng mà nếu mà làm theo công thức anh em cơm khuya chia sẻ, mọi người cứ làm y xì như mình là được. Là, còn nói chung là cực kỳ ok luôn. Là sẽ có món vó bò cực ngon. Chuẩn. Trong những ngày Tết, trong những cái dịp cả cái mùa hè uống bia của cả nhà các bạn nhé. Đơn giản, dễ làm nhưng mà vẫn phải bỏ công bỏ sức. Nếu mà không muốn thì, đúng không? Đấy. Nếu không muốn thì cứ liên hệ anh em cơm khuya đặt hàng. Đấy. Anh em sẽ làm rồi gửi cho các bạn. Nói chung là rất mong các bạn ủng hộ anh em mình. Đừng quên cho anh em một like, đăng ký kênh, chia sẻ. Số điện thoại bên góc màn hình là số để đặt hàng các bạn ạ, số em Tuyên. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Xin chào.